từ một ngôi trường thiếu nước sinh hoạt. Sau những nỗ lực đưa nước về trường của thầy cô năm 2015, mô hình trường học nông trại của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tà Mung, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, Lai Châu đã được xây dựng từ chính đôi bàn tay của các thầy cô và các em học sinh. Mô hình không chỉ bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, tăng cường cải thiện bữa ăn mà còn góp phần tạo môi trường giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh vùng cao. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tà Mung nằm trên độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển. Năm 2022-2023, nhà trường có 408 học sinh, trong đó có 291 em thực hiện bán trú. Trước đây, một năm thì phải có đến 6 tháng nhà trường thiếu nước sinh hoạt để có nước dùng. Vào mùa mưa, các thầy cô phải hứng nước mưa dùng rất tiết kiệm. Còn mùa khô, sau mỗi chiều tan lớp, thầy và trò nhà trường lại tay xách nách mang đủ các phương tiện như can, xô, thùng và đi bộ hơn chục cây số vào khe núi để lấy nước về dùng. Tháng 10 năm 2013, nhà trường đã khảo sát thực địa, tìm nguồn nước ổn định để đưa về trường. Chỉ sau 2 tuần, với chi phí gần 10 triệu đồng, nhà trường đã lắp đặt được 1.000 mét đường ống dẫn nước và một bể chứa nước hơn 2 mét khối. Có đất, có nguồn nước, các thầy cô và học trò nhà trường bắt tay cải tạo đất để trồng rau xanh. Đến năm 2015, thầy và trò nhà trường bắt đầu lên ý tưởng xây dựng mô hình trường học nông trại, vừa bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, vừa là môi trường học tập và rèn luyện cho các em học sinh. Chỉ sau một thời gian ngắn, bắt đầu từ những luống rau xanh rồi đến hệ thống chuồng trại, ao cá cũng được thiết kế và hình thành. Việc mà phát triển cái mô hình nông trại ấy, ở đây là rất quan trọng đối với các em học sinh bán trú. Thứ nhất là khi phát triển cái mô hình nông trại này thì sẽ giúp mục tiêu đầu tiên của nhà trường là sẽ giúp các em học sinh rèn các kỹ năng. Đấy. Ngoài cái việc các em được học các kiến thức văn hóa ở trường ở lớp thì các em còn có những cái kỹ năng trong cái việc là ví dụ như là kỹ năng trồng rau hay là kỹ năng chăn nuôi, để từ đó là sau này khi mà ra trường thì nếu các em có cái cơ hội được đi học mà lên thì các em sẽ tiếp tục học lên, còn nếu những em nào mà không có cái cơ hội đi học lên, các em ở nhà thì các em vẫn có những kỹ năng để có thể là giúp đỡ gia đình và có thể phát triển kinh tế từ những cái kinh nghiệm mà các em đã học được từ cái mô hình trường nông trại này. Và đặc biệt cái thứ hai nữa là khi phát triển cái mô hình nông trại này thì giúp cho cái việc chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú của nhà trường sẽ hiệu quả và an toàn hơn. Đấy, như là các anh đã biết là đối với các cái vườn rau này thì là 100% là sản phẩm do chính các tay các em trồng ra, và các em sẽ được hưởng thụ từ những cái sản phẩm đó với những nguồn rau sạch và sẽ bổ sung vào trong các bữa ăn hàng ngày cho các em học sinh. Mô hình trường học nông trại rất ý nghĩa, đem lại nhiều hiệu quả. Các em học sinh dân tộc vùng cao vốn nhút nhát, rụt rè, nay dần được khẳng định bản thân, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Từ mô hình trường học nông trại, các bữa ăn hàng ngày của các em học sinh cũng được cải thiện hơn, giúp các em có thêm sức khỏe để yên tâm học tập. Ngoài việc ở trường ra thì em còn được thầy cô hướng dẫn về cách trồng, cách trồng và chăm sóc rau xanh, và từ đó em cũng rút ra kinh nghiệm là về nhà em cũng có kinh nghiệm từ các thầy cô là giúp bố mẹ trồng và chăm sóc rau. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Các em học sinh trường dân tộc phổ thông bán trú trung học cơ sở Tà Mung không chỉ được lĩnh hội tri thức mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của trường học nông trại. Từ đó, giúp các em hoàn thiện bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, tự tin để gặt hái những thành công trong tương lai.